Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy Chew Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889 Sông Ngâm Mật ong Miss Linh và Hà Thủ Ô Miss Linh gọi ngay 408-580-7565 để đặt hàng ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần 2 của chương trình cà phê sáng. À, thưa quý vị, à, nếu mà Ngọc Lan nhớ không lầm á, à, trước đây anh Nguyễn Trường đã có từng nói đến cái chuyện mà những cái thẻ quà tặng. Ừ. Thì hôm nay là trong ngày đầu năm mới mình lại nhắc lại thẻ quà tặng với mục đích là sau một cái kỳ nghỉ lễ như vậy, nhiều người được tặng quà, coi chừng là quên. À, <laughs> thì cái thống kê á cho biết á à, theo thống kê của liên đoàn bán lẻ trên toàn quốc thì người ta nói rằng á là thường là có 70% người sẽ sử dụng liền cái thẻ quà tặng. À mà cái thẻ quà tặng của năm nay thì nó lên đến cái cái số tiền là khoảng 30 tỷ người ta dành để bỏ vô những cái thẻ quà tặng đó thì thường là 70% số người mà được nhận thẻ quà tặng họ xài liền trong vòng 6 tháng. Tuy nhiên cái số phần còn lại đó, cái số tiền còn lại nó rất là nhiều thì người ta không xài thì không xài thì bây giờ cái tiền đó nó sẽ như thế nào nhiều người họ lãng quên đi những cái cái thẻ quà tặng này um, họ nói rằng là uh, 47 trăm những người trưởng thành ở Hoa Kỳ đó là có ít nhất một lần nhận được cái thẻ quà tặng và những cái thẻ này uh, chưa có 47 phần trăm những người có thẻ quà tặng mà chưa dùng đó thì trung bình người ta chia ra là một cái thẻ mà không được dùng như vậy. Nó trị giá trung bình là khoảng 187 đô la. Ừ. Là không được dùng. Thì quý vị cứ nhân lên. Thì sẽ thấy được đó, tổng cái số tiền thẻ quà tặng mà không có được dùng. Họ đứng đến cái thời điểm này là 23 tỷ. Dễ sợ. 23 tỷ đô la là thẻ quà tặng chưa có wow. dùng. Thì hôm trước anh Nguyễn Trường cũng có nói là theo cái luật của liên bang đó. Kể từ năm 2010. Thì thẻ quà tặng đó nó không thể hết hạn trong vòng 5 năm hoặc là tính từ lúc mà lần cuối cùng mà nhập tiền vô thì bây giờ quý vị hình dung là cái lúc mình mua cái thẻ đó là lúc đó người ta bỏ tiền vô cho đến 5 năm sau thì nó mới hết hạn đó là theo luật của liên bang hay là có người người ta dùng cái thẻ quà tặng đó nhưng mà người ta bỏ thêm tiền vô nữa thì cứ tính từ cái lần cuối cùng đó là 5 năm nhưng mà có một số tiểu bang ví dụ như là ở New York thì từ ngày 10 tháng 12 của năm 2022 là mới vừa rồi thôi thì họ đều quy định rằng là thẻ quà tặng phải sau 9 năm thì nó mới hết hạn thì bây giờ họ nói rằng là nếu như mà bây giờ cái thẻ quà tặng bây giờ nhắc ai có thẻ quà tặng thì đi tìm ha à, Nhưng mà nếu như mà mình không có xài cái thẻ đó đó thì nó là như thế nào thì à, nhiều khi người ta cho quý vị cái thẻ à, sử dụng ở một cái nhà hàng hay là ở một cái cửa tiệm nào nhất định mà bây giờ mình không bao giờ mình nghĩ mình xài thì cái cách đầu tiên tốt nhất mình bán lại. Ừ. Mình bán lại cái thẻ đó, nó có những cái nơi nó bán nhưng mà thường dĩ nhiên quý vị sẽ không ví dụ cái thẻ quà tặng đó trị giá là uh, 50 đô la đi thì không bao giờ mình sẽ bán lại 50 đô la mà thông thường á cái giá bình quân chung á họ sẽ mua lại cái thẻ đó khoảng chừng 70% đến ừ. 75% tức là mình sẽ bán lại cái thẻ đó khoảng 35 đô la thì là ok Chứ ai đó người ta cần người ta sẽ mua lại cái đó à, cái thứ hai nữa đó là họ nói là quý vị á, nhớ là nếu mình có bây giờ lục ra có là phải xài liền để tránh cái tình trạng là gì có thể đến khi mình muốn xài đó, cái cửa tiệm đó đó nó phá sản nó đóng cửa rồi. nó đóng cửa rồi nó phá sản rồi thì mình không có còn xài được cho nên là nhớ xài còn không thì bán lại đó 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 là những cái cách mà mình nên sử dụng đối với thẻ quà tặng của mình và cái ngày mà cả nước người ta nhắc nhở dùng thẻ quà tặng nó có có ngày gọi là ngày thẻ quà tặng quốc gia gì đó thì đó là năm nay là ngày 20 tháng tháng 1 thì quý vị nhớ sau khi nghe tin này đi lục lại cho mình còn những cái thẻ nào lấy ra xài hết còn không á thì đi hỏi những người quen hoặc là bỏ lên trên mạng đó bán lại với cái giá là khoảng 70% của giá trị thực để mình khỏi phải lãng phí. À, khi mà Ngọc Lan nói tới những cái công ty mà khi mà mình lấy thẻ quà tặng ra mình xài mà phát hiện ra là công ty đó đóng cửa mất tiêu rồi đó, thì mình mất tiền luôn đó. Thì cho nên quý vị nhớ xài thẻ gift card khi quý vị nhận được. À, nhắc tới những cái công ty nào mà đã đóng cửa đó, thì thưa quý vị năm 2023 có rất nhiều công ty lớn nhỏ đóng cửa Uh, khai phá sản. Tuy nhiên, không phải là phá sản có nghĩa là họ đóng cửa luôn vĩnh viễn, tức là họ biến mất ở trên thị trường. Cũng có những trường hợp họ khai phá sản để mà họ giảm thiểu cái số nợ họ đang có ừ. hoặc họ tái cấu trúc lại cái 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 việc làm của họ, cái uh, hãng xưởng của họ để cho nó có lời nhiều hơn, nó không còn bị thâm thủng nữa chứ không phải là họ biến mất luôn. Ví dụ như là có nhiều cái trường hợp khai phá sản để làm gì? Để giảm thiểu số lượng cửa hàng lại. Có nghĩa là họ đang có 200 cửa hàng, nên nay họ chỉ còn có 100 thôi. Rồi họ giảm bớt nhân viên, tái cấu trúc lại, rồi hay là họ khi mà họ khai phá sản như vậy đó thì cái tiền nợ của họ nó cũng sẽ giảm theo, họ sẽ không còn bị nợ nhiều nữa. Mà ngày hôm nay đó thì tại vì nói tới cái ngày đầu năm thì mình nói tới những công ty nào đã đã khai phá sản trong năm 2023. Mà mình biết được. Đó nó cũng là một cái tên lớn. Thí dụ như ở đây họ list ra công ty WeWork. WeWork nha. WeWork năm 2023. Cái công ty này nó lên xuống giống như là xe tàu lượng cao tốc vậy đó. Tại vì vào những năm dịch. Năm 2020-2021. Cái công ty này đã cung cấp nhân viên làm việc ở nhà nhiều nhất. Đó. Tại vì họ làm ăn lên. Làm ăn làm ra mà. Cho nên... Uh, họ cung cấp những nhân viên mà có thể ngồi ở nhà làm việc cho những cái hãng xưởng mà thiếu những cái dịch vụ này đó rồi tới năm 2023 khi mà bắt đầu người ta trở lại hãng xưởng người ta làm rồi thì cái số lượng nhân viên làm cho cái hãng này không còn nữa cho nên năm 2023 cái công ty này cũng lên xuống lên xuống và cuối cùng thì biến mất luôn họ sai khai phá sản và họ không còn nữa một cái tên tuổi thứ hai này cũng rất là lớn tôi với cái việc đó là Riot. Rite là một cái cửa tiệm mà bán đủ thứ đồ ở trong đó, nhưng mà thật ra đó thì đã là một cái hệ thống cửa hàng bán thuốc, bán uh, thuốc uh, chúng ta uống cảm cúm hay là chúng ta có toa bác sĩ chúng ta tới đó để mà mua thuốc này đó. Công ty Rite đối diện đối, uh, với lại những cái sự cạnh tranh từ những cái hãng khác như là CVS nè, uh, Walgreens nè, uh, Walmart nè. À, những cái nơi mà họ cũng bán thuốc như vậy nữa Thì thành ra cái, cái lợi nhuận của họ nó ít đi Từ một cái công ty mấy trăm cửa hàng Ở toàn nước Mỹ Thì họ đã khai phải khai phá sản Để đóng bớt lại những cái cửa tiệm nào Mà nó không có còn làm ăn được nữa Thì họ dồn nó lại Thành một số ít thôi Công ty Riot không phải là phá sản Là biến mất luôn Nhưng mà họ cũng vẫn còn Nhưng mà còn rất ít và rất là ít Ở những tiểu bang Cho nên cũng có thể là mình sẽ thấy ở tiểu bang mình không có nhưng mà tiểu bang khác lại có tôi thấy là ở gần đây nhất á, ở ngay góc đường Westminster với Brookhurst sẽ có một cái riot đã dẹp tiệm rồi dẹp nghe. cả năm trời nay rồi oh, à. wow, nghe rất là buồn là công ty riot công ty thứ ba nữa mà rất là nhiều người tới đây để mua sắm đó là Bed Bath and Beyond cũng đã khai phá sản nhưng mà Bed Bath and Beyond thì vẫn còn bán hàng online à, online có mà có cũng có cửa tiệm nữa cũng có cửa ừ. tiệm nữa tại vì Bed Bath and Beyond thì cái công ty này cũng là một trong những cái công ty mà khai phá sản của năm 2023 và họ để tái cấu trúc, họ coi lại cái cách mà họ làm mà ăn buôn bán như thế nào rồi họ cạnh tranh với online rồi cạnh tranh với lại những người mà có những cái tiệm nhỏ hơn nó cũng bán rẻ hơn ví dụ như vậy đi thì Bed Bath and Beyond cũng là cái công ty mà đáng để ý tới tại vì cái công ty này thì thấy nhiều người Việt Nam cũng hay sắm mua đồ ở đây lắm Tuesday morning cũng là một trong những cái cửa tiệm lớn nè, rồi tiệm Party City, wow. <laughs> Party City cũng là một trong những cái cửa tiệm rất là lớn và tôi nhớ là gần đây nhất của mình đó, gần đây nhất mà gần Bosa mình nhất là ở trên góc đường Golden West và đường Bosa có một cái Party City ở đó. Còn những cái nơi khác như là trên đường Harbor cũng có nữa. thì Party City cũng bị trong cái thời buổi mà online nhiều nè mình có thể mua sắm trên từ Amazon nè, mình có thể lên qua mạng để mình mua những cái mặt hàng giống giống như vậy mang gửi về nè, hay là mình mua sắm trên mạng đó thì nó cũng làm ảnh hưởng tới cái việc mà chúng ta đi tới cửa tiệm để mua sắm. Cho nên dần dần đó những cái cửa tiệm lớn, mặt bằng lớn thì họ nói bây giờ ít người tới mà gặp người online đi online mua nhiều. Cho nên cũng phải giảm bớt lại cái cái mặt bằng của mình là một giảm bớt lại những cái cách để mình bày hàng ra trưng bày. Hồi xưa cần một chỗ để bày hàng ra, giờ không cần. Chụp cái hình đưa lên là còn người ta coi được yeah. cái hàng đó là cái gì rồi. Càng ngày á càng cảm thấy rằng là những cái cửa tiệm đó bắt đầu họ thu ừ. hẹp lại. Như hôm dịp lễ sau Noel rồi đi đó sẽ thấy cái cái không khí mà ở những cái shopping lớn đó, nó hoàn toàn nó khác hẳn nhiều năm trước. Thì không biết là trong tương lai 10 năm, 20 năm sau này thì những cái cửa hàng đó nó còn bao nhiêu nó như thế nào khi mà online buôn bán nó càng càng phát triển như vậy xin mời quý vị cùng trở lại với chúng tôi sau phần thông tin thương mại